Sau một hồi đoán đến mức giá của chiếc máy này không ra thì các bạn thấy rằng là không ai nghĩ rằng là một con iPhone 14 Pro Max như thế này, 1 TB mà còn có mức giá là khoảng hơn 25 triệu một tí mà thôi. Bây giờ mình sẽ bóc siêu nhá. Đây là con iPhone 14 Pro Max mà có mức giá là khoảng hơn 25 triệu thôi, nhưng mà chúng ta có 1 TB ở trong bộ nhớ và đây là cái phiên bản lock từ Canada về. Tuy nhiên, đây là cái phiên bản lock mà mình mượn của sếp Hiếu Lucas ở bên HLC Store. Cái mức giá các bạn bỏ ra để mua chiếc điện thoại này nha, nó cũng sẽ chỉ phù hợp và để phục vụ cho một số người nhất định mà thôi. Thế thì những người nhất định đó là ai và liệu chúng ta có nên mua 1 TB này hay không thì đây, mình sẽ phân tích ngay cho các bạn để các bạn thấy là nó hợp lý hay không. iPhone 14 Pro Max mà 1 TB thì các bạn tham khảo ở rất nhiều đại lý ủy quyền chính thức của Việt Nam thì nó đang có mức giá là khoảng 41 triệu đồng. Wow! Một cái phiên bản 1 TB mà sách tay không phải hàng lock về thì nó đang có mức giá là khoảng 3x triệu đồng. Thì các bạn thấy rằng là dù là sách tay có lock hay không, 25 triệu cho chiếc máy này nó là một mức giá chúng ta cảm thấy là nó quá hời rồi. Bác Hiếu Lucas thì cũng nói với mình là những cái con máy như này thì có thể SE SIM QPE, có nghĩa là đây là một cái loại eSIM đến từ nhà mạng của hãng này luôn, thì sẽ giúp cho con máy này hoạt động một cách bình thường và nó sẽ dùng full 100%. Tuy nhiên các bạn hiểu này, hãy cùng mình điểm lại một vài vấn đề của chiếc máy này. Thứ nhất, đây là máy lock và ở trong công ty mình thì có ít nhất luôn luôn có một vài anh em sử dụng máy lock rồi. Và vấn đề của máy lock thì các bạn đều hiểu rồi, đó là cái phần sóng của chúng ta, nếu các bạn sống ở thị trường Việt Nam ấy thì lúc nào nó sẽ chỉ được khoảng là 98%. Thực ra là 98% đến 100% nó gần như là như nhau, nhưng mà theo như feedback của những anh em dùng lock ở văn phòng mình ấy thì sẽ có một vài thời điểm nhất định mà cái tần suất này xảy ra không thường xuyên thì những cái mẫu máy lock nó bắt buộc sẽ có tình trạng là rớt sóng nhẹ. Với những người mà thường xuyên phải sử dụng điện thoại, đi đến những vùng sâu vùng xa, hoặc đơn giản là chúng ta làm shipper chẳng hạn, thì đây có lẽ chưa phải là lựa chọn quá tối ưu. Và cái phiên bản 1 TB này thì anh Hiếu Lucas cũng nói với mình là nó sẽ chỉ phục vụ cho một vài người mà thôi. Và cái người này đó chính là các TikToker, các vlogger. Khi mà các bạn quay phim trên đây thì ít nhất các bạn phải quay 4K 30fps rồi. Mặc dù những cái nền tảng như là TikTok chẳng hạn thì nó sẽ chỉ hỗ trợ đến Full HD mà thôi, nhưng mà cái việc các bạn dựng trên 4K, các bạn render ra bitrate cao hơn thì nó cũng sẽ giúp cho hình ảnh của chúng ta được rõ nét hơn. Thì với kinh nghiệm là một người thường xuyên quay TikTok, quay video bằng iPhone thì mình hiểu rằng là bao nhiêu cũng là không đủ. Có một câu chuyện như này của mình này, mình thường xuyên làm lại những cái video cũ của mình reaction cũng như là đôi khi mình phải gửi lại những cái video đó. Thế nhưng mà bởi vì mình phải thường xuyên xóa những video cũ, vậy nên là mình không thể nào giữ lại 100% những cái footage và bởi vậy nó rất là phiền trong quá trình mình làm việc. Chúng ta hoàn toàn có một cái lựa chọn khác, đó là chúng ta có thể chăm chỉ hơn, đó là sao lưu dữ liệu này vào một cái máy tính khác, giống như anh Vinh Show hay làm chẳng hạn. Nhưng mà thực chất thì các bạn có đủ thời gian để làm điều này hay không? Bởi vì thậm chí có những người còn không bao giờ sao lưu những cái dữ liệu này vào những cái máy tính Windows của mình. Các bạn đều hiểu rằng là cái khả năng kết nối của những chiếc điện thoại iPhone với những chiếc máy tính Windows hay kể cả là những chiếc máy Mac nó mệt mỏi đến cỡ nào rồi đúng không? Dù cho chúng ta có rất nhiều ứng dụng như là bao Utun này, chúng ta có iTunes ở trên Windows này, hoặc là chúng ta có cái phần mềm gì nhỉ? 4P, 4U gì đấy ở trên MacBook này. Nhưng mà cái việc chúng ta quản lý file được ở trên iPhone với những cái nền tảng máy tính dù là MacBook hay Windows nó vẫn rất là tệ. Cá nhân mình là người vừa sử dụng MacBook, vừa sử dụng máy Windows và mình thấy rằng chưa bao giờ mình mệt mỏi như cái việc là mình phải sao lưu dữ liệu vào máy tính. Bởi vì cái việc sao lưu trên Apple công nhận là nó rất tiện, nhưng mà nếu các bạn muốn lựa chọn ra một vài file để mà sao lưu vào máy của mình thì nó rất là mệt mỏi. Và bởi vậy nên là cái phiên bản điện thoại 1 TB nó giống như là một cái liều giả dược vậy. Có nghĩa là nó sẽ đáp ứng được cho các bạn một vấn đề, đó là chúng ta cứ lưu file trên máy có vấn đề gì đâu. Thế nhưng tất cả những cái điều trên ấy, nó chỉ phục vụ cho duy nhất một đối tượng người dùng mà thôi, đó chính là các TikToker, các vlogger. Bởi vì chúng ta cần phải ngay lập tức truy cập lại những cái file mà chúng ta cần. Trong tháng vừa rồi thì mình có đi Hàn Quốc và Thái Lan. Với hai đất nước này thì mình bắt buộc phải làm một vài công việc, ví dụ như là tải file về từ trên iCloud. Và đúng thật là nó ngốn dữ liệu của mình một cách kinh khủng, bởi vì mình sử dụng 4K. Thế nên là chỉ mất một vài phút mà thôi là mình đã bày hết tất cả các dung lượng rồi. Và mình thấy điều này là rất bất tiện. Vậy nên nếu như các TikToker nào mà sau khi đã mở khóa full cái máy này rồi, có thể sử dụng sim ghép rồi, mang con máy này đi nước ngoài, đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là các travel blogger nha, hoặc thậm chí là các bạn đi du lịch ở Việt Nam rồi, thì đây là một lựa chọn nó quá uy tín rồi. Đó là đối tượng duy nhất mà mình khuyên là có thể mua con này. Còn tại vì sao, với cá nhân mình là một người đã sử dụng quá là nhiều rồi, thì mình nghĩ là các bạn hãy nên nghĩ lại một chút. Bởi vì 25 triệu dành cho con máy này ấy, nghe thì có vẻ là hay thật đấy, nhưng mà lý do nó là giả dược là bởi vì sao? Thứ nhất,
chúng ta hoàn toàn có nhiều lựa chọn hơn. Ví dụ đi, các bạn mua một con iPhone 128GB, hàng sách tay, không có bảo hành chính hãng, nó chỉ rơi vào khoảng 25 triệu đồng mà thôi. Thế chúng ta làm gì? Mua iCloud 2TB. Bây giờ các bạn làm cho mình phép thử nha. Các bạn mua con iPhone 14 Pro Max này về 128GB, một năm các bạn sử dụng iCloud là hết 2 triệu tư, là được 2TB rồi. Cộng với cái mức giá các bạn mua máy nó khoảng là 25 triệu thì mức giá tổng cộng nó chỉ loanh quanh là khoảng 27-28 triệu đồng mà thôi. Nó vẫn rẻ hơn một con điện thoại 1TB mà các bạn mua hàng sách tay với mức giá là khoảng 30-31 triệu đồng. Còn chưa kể là cái iCloud này 2TB các bạn vẫn có thể chia sẻ cho đến tận 6 người khác cơ. Cứ gọi cho là các bạn chia sẻ cho một người đi thì mỗi tháng các bạn chỉ phải trả là 100.000 mà thôi. Mà dữ liệu ở đây thì các bạn vẫn luôn luôn được lưu. Chỉ có một vấn đề duy nhất là các bạn bắt buộc phải tải file, kéo file trên iCloud về. Mình đang sử dụng hai sim 4G không giới hạn. Một sim là của Wintel, một sim là của Mobi. Nên là mình chẳng bao giờ cần phải lo về cái việc là mình hết dữ liệu cả. Nên cái vấn đề nó chỉ xảy ra là khi các bạn đi nước ngoài mà thôi. Thì các bạn đi nước ngoài là các bạn mất công một tí cho mình là mua sim không giới hạn của nước ngoài, hơi đắt một tí, nhưng mà có phải lúc nào chúng ta cũng ở nước ngoài làm video đâu. Và còn chưa kể nha, rất nhiều các phụ huynh bỉm sữa là thích mua điện thoại 1T về để về quay phim chụp ảnh con cái của mình từ nhỏ đến lớn. Câu chuyện này là của bà chị mình đấy, chị gái mình luôn. Và chị ấy nói là chỉ có cái phương án này thì mới gọi là nhanh nhất thôi, tao sợ mất ảnh. Nhưng mà vấn đề như này, chẳng may có vấn đề gì xảy ra với cái ổ cứng này, ổ cứng 1T, là coi như các bạn mất hết. Trong khi các bạn mua iCloud về thì tất cả mọi thứ được sao lưu ở trên đám mây rồi. Thứ hai, quay trở lại vấn đề phía trên thì sóng sánh của chiếc máy này cũng không thể nào mà được 100%, giống như những cái phiên bản máy chính hãng mà các bạn sử dụng được. Thế nên rằng quay trở lại câu chuyện với cái con 1TB này thì mình thấy rằng 25 triệu đúng là một mức giá nó quá là ngon dành cho một phiên bản lock. Thế nhưng mà rõ ràng như những thương gia đã nói thì người dùng sử dụng cơ bản chúng ta, nếu các bạn có lưu nhiều ấy, thì theo mình và theo nhiều người có khuyên thì cái phương án tối ưu nhất của chúng ta vẫn chỉ là mua phiên bản option với một cái dung lượng vừa đủ thôi, sau đó chúng ta mua thêm iCloud. Thì những vấn đề liên quan đến dữ liệu này, những vấn đề liên quan đến kinh tế của chúng ta cũng được đảm bảo hơn, với mức giá là khoảng 25 triệu đồng để cho các bạn thường xuyên tác nghiệp, quay phim, chụp ảnh dành cho các travel blogger ở nước ngoài. Còn chốt lại là khi mà iCloud chúng ta đã hoạt động quá là tốt rồi thì cái việc chúng ta mua 1TB nó không còn quá nhiều ý nghĩa nữa. Trong thời điểm quá khứ thì có thể là có, bởi vì cái kết nối đến đám mây chúng ta vẫn nằm ở mức gọi là cơ bản thôi. Bây giờ kết nối đám mây 4.0 rất là khủng khiếp. Thế nên là đây, một cái liều thuốc dành cho anh em khát bộ nhớ, 25 triệu đồng được 1TB 14 Pro Max quay phim chụp ảnh tuyệt vời. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ dành cho một số người sử dụng nhất định mà thôi. Đừng thấy rẻ, đừng thấy bộ nhớ to mà ham hố nha anh em.